tin tưởng bác, mình sẽ chọn chỗ bác. Là mình có YouTube là mình thấy nhiều kiều về đó, ai cũng là tin tưởng bác hết. Thì cái bụng này hiện tại chúng ta có 94 ha, 94. Hey, xin chào cả nhà. Trong thời gian qua cũng rất nhiều trường hợp làm cái hút mở bụng, căng ngay bụng, liposuction. Thì nhiều người cũng lo lắng là kỹ thuật là như thế nào, có một side effect, complication, biến chứng gì không. Còn là khi có tuổi, đặc biệt là chúng ta sau khi sinh đẻ, không sinh đẻ cũng được, có tuổi thì chúng ta cái cơ thể chúng ta thường thường lớn tuổi là nó sẽ béo phì, chúng ta thấy không, lượng mỡ rất nhiều, đúng không? Cái trường hợp này chúng ta phải kết hợp phối hợp cả hai, là một là chúng ta phải hút hết cái mỡ này, hút mà hút mỡ xong thì nó sẽ dư ra bụng, thì chúng ta phải căng da này luôn. Thì chúng ta đo cái dòng bụng của chị Ferry là bao nhiêu đó. Cái bụng to nhất á, thì cái bụng này hiện tại chúng ta có 94 ha, 94. Và khi cái vùng này thì mục tiêu chúng ta là hút hết vùng này, vùng trên đó, vùng bụng dưới, hút hai bên hông và hút eo. Đặc biệt chúng ta thấy khi phụ nữ có tuổi á, là người ta rất khó chịu cái vùng lưng, hút cái lưng này nha, hút hết lưng này nè, hút hết eo lưng. Thì mặc cái áo dài hay mặc cái áo vô thường thường đụng cục đúng không chị? Đụng cục khó chịu. Mà cái cục này á thì chúng ta biết rằng cái mỡ chỗ này á nó khác mỡ vùng bụng, là mỡ chỗ này nó không bị, nó đặc hơn, nó môi nhiều hơn. Thì cái vùng này chúng ta hút bắt buộc là chúng ta hút xong chúng ta phải đi cái máy plasma để săn chắc lại. Tại vì đôi khi một số người hút xong, người ta cầm lên, hút xong thôi còn nguyên mặt áo vẫn đụng lên là do da ăn dư. Và muốn da nó bớt dư thì chúng ta phải hút vào cái máy plasma làm cho nó co lại. Sau khi hút xong thì các bạn biết rằng là cái bụng này sẽ bị xệ, nó xệ xuống. Và chúng ta phải căng toàn bộ cái bụng này từ đây qua đây, và chúng ta kéo da xuống tạo hình lại cái rốn. Và đây là một kỹ thuật khá lớn, cho nên trước khi làm trường hợp này chúng ta làm gì? Thứ nhất là kiểm tra sức khỏe tổng quát toàn diện. Trong đó đặc biệt những người mà căng da bụng, hút bụng thì chúng ta phải coi những cái bệnh lý quan trọng như bệnh lý tim mạch, và bác sĩ mổ cũng như bác sĩ kiểm tra sức khỏe nội khoa, bác sĩ cái miệng sức phải khám rất kỹ. Trong quá trình mổ chúng ta phải có những cái máy để làm sao chống đông, vì chúng ta biết rằng khi chúng ta nằm lâu thì nằm lâu thì cái chân mình ít vận động thì máu lưu thông kém, thì dễ hình thành những cái cục máu đông, cái khối. Thứ hai là cơ thể mình cũng có những cái máy để sưởi ấm, đúng không, thì cơ thể mình an toàn. Vậy trường hợp này chúng ta phải thực hiện là căng da bụng, hút bụng kết hợp và hút bao lưng và cũng siết cơ thành bụng. Mà mình muốn tìm hiểu là mình đẹp nhiều lắm rồi, mình coi trên YouTube nhiều lắm rồi, nhưng mà mình tin tưởng bác, mình sẽ chọn chỗ bác. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.